đất này, giờ ai dám xưng mình là quân tử? Tại sao lại vậy? Nước mất vào tay người khác, non sông bị ngoại bang dày xéo, trượng phu phải nuốt hận cúi đầu, thì dân ấy còn ai dám xưng mình là quân tử nữa không? Đón xem những diễn biến của phim lịch sử Bình Minh phía trước.